Người đàn ông với gương mặt đầy sương gió này từng là một giang hồ khét tiếng tên Lucas. Sau khi vợ mất, anh đã đưa con gái duy nhất trở về quê hương. Vì đã có tuổi nên anh chẳng thể kiếm được một công việc xa hồn. Nhờ có kinh nghiệm lăn lộn trong giang hồ nên không có công việc nào phù hợp hơn với Lucas ngoài việc bảo kê. Anh thường xuyên phải đi sớm về muộn, ngủ ngày cái đêm để nhặt nhạnh từng đồng một nuôi sống con gái và bản thân. Công việc của Lucas là bảo kê trong một quán bar nhỏ. Sáng nào chiếc đồng hồ Casio 100k cũng đánh thức anh dậy. Vừa ra khỏi giường nhìn thấy bộ tạ trước mặt là phải súc miệng vài trăm cái với cánh tay đầy gân guốc. Tiếp theo là đấm bao cát bằng những nắm đấm đầy uy lực giống như kiểu đêm qua có thằng xỉu nhi nào chọc phải anh vậy. Dù đã có tuổi nhưng anh vẫn giữ được thân hình cơ bắp săn chắc cuồn cuộn nhờ luyện tập chăm chỉ. Chế độ ăn uống cũng chỉ có trứng và cà phê mới có thể giúp anh duy trì được cơ bắp gân guốc đó, bởi vì công việc của Lucas thường xuyên phải dùng tới nó. Ở quán bar, không chỉ có anh mà còn có nhiều bảo kê khác cũng bạm trợn không kém. Họ thường xuyên phải quan sát mọi động tĩnh trong quán lúc khách đến chơi. Chỉ cần thằng xỉu nhi nào có hành động quá khích là họ sẽ can thiệp ngay. Mấy thằng gây chuyện ngay lập tức sẽ bị bế ra ngoài trong vòng một nốt nhạc. Lucas rất có kinh nghiệm với những việc này nên anh hành động rất chuyên nghiệp. Bỗng một ngày sau khi đưa con gái tới trường, Lucas đã bị cớm tới hỏi thăm. Kết quả là anh bị bóp lên phường ngồi uống chè với tên cớm chọc đầu. Thì ra mấy ngày trước, anh đã động nhầm phải một tên con ông cháu cha. Mới vài cốc rượu mà hắn đã định giở trò gạ gẫm với phụ nữ trong quán bar nơi Lucas làm việc. Ngay lập tức, anh có mặt xách tay hắn cảnh cáo. Có điều thằng này vừa có tí vitamin hung hăng nên còn đòi chơi lại anh. Vì thế mà sau đó hắn đã bị ném ra cửa một cách không khoan nhượng. Còn đòi về mách ông bô nhưng Lucas chẳng thèm quan tâm. Anh còn chưa kịp đụng vào hắn thì đã tự trơ chân cắm mặt xuống đất. Lucas khi đó tưởng rằng chỉ là sự cố nhỏ nhưng không đơn giản như anh nghĩ. Ông bố hắn thực sự có quyền lực và đang định tống anh vào tù. Đồng thời Lucas cũng bị quán bar kia sa thải vì sợ gặp rắc rối. Cuộc sống của anh coi như bị dồn vào bế tắc. Cô giáo của con gái thì giục đóng học phí vì anh đã khất nợ mấy tháng. Mà Lucas thì không thể để ảnh hưởng tới việc học của con gái được. Việc anh quyết định một mình chịu đựng cảnh gà trống nuôi con là vì chưa thể quên được vợ cũ. Do đó những khó khăn này cũng đã được anh dự liệu trước. Nhờ vào mối quan hệ của anh bạn da đen mà Lucas đã tìm được công việc mới cho mình. Anh không giỏi việc gì ngoài việc đánh đấm nên công việc bảo kê vẫn là phù hợp với Lucas nhất. Anh theo lời giới thiệu tìm tới một hộp đêm để ứng tuyển. Đó là một cơ sở bí mật nằm bên dưới lòng đất chuyên phục vụ các dân chơi về đêm. Vì nơi đây rất nhạy cảm nên cần có những người kinh nghiệm như Lucas. Không ngờ ngoài anh còn có rất nhiều người khác tới ứng tuyển. Tuy nhiên vị trí bảo kê chỉ còn trống một nên họ phải tranh giành theo phương thức đường phố. Người cuối cùng còn đứng được sẽ là người được chọn. Những người đến đây ứng tuyển có đủ thành phần từ lưu manh đường phố lông bông cho tới những kẻ có nghề như Lucas. Ai cũng muốn được vào đây làm việc vì mức lương khá ổn mà không cần phải làm gì nhiều. Lucas đã chứng tỏ dù đã có tuổi nhưng anh không hề thua kém bất kỳ thằng xỉu nhi nào. Ban đầu anh còn chưa làm quen được với trận hỗn chiến nên còn bị động. Đang đánh thằng này thì lại bị thằng khác đập khiến Lucas choáng váng. Máu đã đổ và anh biết đây là một trận đánh sống còn để giành lấy bát cơm. Lucas đã chứng minh với lũ xỉu nhi kia một điều, đó là gừng càng già càng cay. Bỏ qua đau đớn, Lucas đứng dậy lần lượt đập từng thằng còn lại ở đó. Duy chỉ có một đối thủ khiến anh hơi ngán ngẩm lúc này. Mọi đòn đánh của Lucas đều vô dụng với lớp mỡ dày đặc của hắn. Anh phải chuyển sang chiến thuật khác ngay nếu không muốn bị hắn đè bẹp. Sau khi vờn nhau một lúc, cả hai thống nhất dừng lại để thở. Sau đó, Lucas đã cho thấy sức trẻ không thể địch lại kinh nghiệm. Cuối cùng, anh là người được nhận sau khi ông chủ tới kiểm chứng. Đó là Jan, một tên tội phạm khét tiếng trong khu vực đã nằm trong tầm ngắm của cướm từ lâu. Kinh doanh hộp đêm múa lửa chỉ là một trong những cách để hắn che giấu tội ác của mình. Tuy nhiên đó không phải là việc mà Lucas quan tâm, anh chỉ biết tới đó làm việc và về nhà. Những chuyện còn lại Lucas không có thời gian để ý tới. Toàn bộ thời gian rảnh rỗi của anh đều dành cho con gái. Lucas biết con gái mình thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác rất nhiều vì thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Vì thế, anh luôn cố gắng làm mọi thứ để bù đắp phần nào cho cô bé. Cũng may con gái Lucas rất hiểu chuyện nên luôn là một cô bé ngoan. Dù là lúc không có Lucas, cô bé vẫn tự biết cách chăm sóc cho mình. Vì thương bố mà con gái Lucas chưa từng đòi hỏi ở anh một điều gì quá đáng. Vì cô bé biết mình chỉ có Lucas là người thân nên luôn quan tâm tới anh. Chỉ vài vết thương nhỏ trong lúc làm việc cũng khiến cô con gái bé nhỏ lo lắng. Ở trước mặt người khác, Lucas luôn là một hình tượng đẹp bởi cô bé luôn nghĩ công việc của anh là một vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ người khác. Do đó, Lucas luôn cố gắng để không làm mất hình ảnh trong lòng con gái. Dần dần anh đã quen với công việc mới ở hộp đêm múa lửa vì anh rất có kinh nghiệm trong chuyện làm bảo kê. Một hôm có một cô gái tới tìm ông chủ của Lucas là Jan, vì hắn ta không có ở đó nên cô gái đó đã ngồi uống rượu một mình. Đó là Lisa, người tình không chính thức của Jan. Một tên thuộc hạ của hắn đã lệnh cho Lucas đưa Lisa về chỗ ở. Anh cũng không quan tâm nhiều mà chỉ biết làm theo lệnh. Lucas là một người kiệm lời nên suốt dọc đường chỉ làm Lisa thêm phần chán nản. Nếu cô không tự bắt chuyện, chắc cậy rằng anh cũng không mở lời. Sau khi đưa người tình của ông chủ về an toàn, anh mới yên tâm nghỉ ngơi. Sau lần đó, Lucas đã được Jan để ý tới.
hắn đã từng chứng kiến anh xử đẹp những tên lưu manh định cướp miếng ăn của mình nên biết anh là một người được việc. Nhưng để quyết định có dùng anh hay không thì hắn còn phải kiểm tra tiếp. Để thử độ tin cậy của Lucas, chúng đã từng định dùng bạo lực. Tuy nhiên anh đã quen với việc có kẻ kề dao vào cổ nên vẫn bình tĩnh trả lời. Sau đó Jan cũng cho anh biết thêm về công việc làm ăn của hắn. Jan không chỉ kinh doanh hộp đêm múa lửa mà công việc đem lại lợi nhuận lớn nhất cho hắn chính là sản xuất và tiêu thụ tiền giả. Bàn tay của hắn đã vươn ra rất nhiều nước trên thế giới với những đơn đặt hàng khổng lồ. Hắn làm ăn với đối tác thông qua một tên giao dịch trung gian. Việc của Jan chỉ là in tiền, còn liên hệ với khách hàng thì cứ để tên giao dịch lo. Lucas đã được hắn đi cùng, chứng tỏ hắn đã tin tưởng anh hơn trước rất nhiều. Hắn còn tặng anh một chiếc siêu xe để đi lại, mặc dù Lucas đã từ chối. Hắn biết mọi thứ về anh, kể cả cô con gái, và đó là điều khiến Lucas lo lắng. Anh biết hắn làm vậy là để trói buộc anh, nhưng Lucas không có sự lựa chọn khác. Để có tiền lo cho con gái mà anh buộc phải làm việc cho hắn. Có điều gần đây có vẻ công việc làm ăn của hắn không được thuận lợi cho lắm. Khách hàng bắt đầu gây khó khăn với nguồn hàng mà hắn cung cấp. Vì được đi cùng mà Lucas có cơ hội biết được một mối làm ăn khác của hắn. Ngoài lợi nhuận từ việc in tiền giả thì Jan còn buôn cả mai thúy. Hộp đêm nơi hắn làm chủ chính là nơi tiêu thụ hàng. Các dân chơi về đêm muốn thử cảm giác lạ đều từ đó tìm. Một phần nguyên nhân của việc cần tuyển bảo kê chuyên nghiệp cũng là vì điều đó. Từ khi nhận con xe của Jan, hắn thường xuyên sai Lucas đi làm việc, lúc thì đưa đón người tình của hắn, lúc thì chở hắn đi bán công việc. Anh cũng tiện đó đón con gái sau khi tan trường, nhưng đó là một sai lầm của Lucas. Anh không biết chính bản thân mình đã đưa con gái vào nguy hiểm. Hôm đó, Lucas được lệnh đưa Lisa tới một công xưởng. Tiếp theo anh tới một địa điểm được chỉ định sẵn. Vì sợ bên trong có điều gì nguy hiểm nên Lucas đã vào một mình và để con gái ngoài xe. Bên trong Jan và thuộc hạ đang bàn công việc. Tuy nhiên sau đó lại chỉ có tên thuộc hạ tới tiếp chuyện với Lucas. Hắn muốn anh làm một việc nhưng anh chưa kịp trả lời thì phát hiện con gái mình đã bị đưa đi. Lucas liền đuổi theo nhưng chân anh không thể bằng được bốn bánh. Anh cay cú quay lại định xử tên thuộc hạ của Jan nhưng hắn đã lấy con gái ra đe dọa Lucas. Lúc đó hắn cũng rất rén khi thấy anh nổi giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Chúng muốn anh đi bắt một tên điều chế mai thúy trong tay một kẻ buôn khác. Tên đó từng làm việc cho khách hàng của Jan nhưng đã phản bội tách ra làm riêng. Xong việc anh sẽ được gặp lại con gái hoàn toàn lạch lặn. Lucas không có sự lựa chọn nào khác mà đành phải làm theo lời chúng. Thuộc hạ của Jan sẽ hành động cùng với Lucas nhưng anh không quen đi cùng người khác. Trước giờ anh vẫn thích làm việc một mình nên sẽ tự vào đó và lôi cổ tên kia ra. Hắn là kẻ điều chế mai thúy giỏi nhất ở khu vực này nên Jan cần hắn để lấy lại sự tin tưởng với khách hàng. Lucas cứ thế một mình đi vào căn cứ của chúng mà có vẻ không biết sợ là gì. Anh thản nhiên như đi vào chỗ không người, mặc dù đây là căn cứ của bọn tội phạm mai thúy. Chúng có nuôi chó giữ cửa nhưng không thể dọa được Lucas. Mặc dù vậy, từng bước đi anh đều rất cẩn trọng. Nơi đây là một cơ sở điều chế mai thúy nên vào bên trong đã nồng nặc mùi hóa chất. Sau khi lang thang khắp căn nhà, cuối cùng anh cũng đã tìm được chỗ. Để xác nhận đúng người cần tìm, Lucas lột mặt nạ của từng tên một. Tên nào phản kháng là anh cho ăn đấm không kịp kêu lên một tiếng. Bắt được mục tiêu rồi đưa ra khỏi đó mới là vấn đề. Quan trọng nữa là tên điều chế không muốn đi theo Lucas nên đã phản kháng. Cộng thêm đám tội phạm trong căn cứ bắt đầu ùa vào để ngăn cản Lucas, nhưng muốn cản anh thì chúng còn phải về học thêm 10 năm nữa. Dù anh không muốn đổ máu nhưng có một vài tên không thích điều đó. Lucas vốn muốn đến và đi trong yên bình nhưng chúng lại ép anh phải xuống tay. Sau khi ra đến bên ngoài thì tên thuộc hạ của Jan cũng đón được họ. Đám tội phạm phía sau chưa chịu thua vẫn cố đấm ăn xôi, mặc dù họ đã đi xa ngoài tầm bắn của chúng. Đến khi hoàn thành nhiệm vụ, Jan đã gặp mặt Lucas và xin lỗi vì động tới con gái anh. Hắn muốn xem Lucas có thực sự được việc hay không nên mới giao cho anh nhiệm vụ này. Nào ngờ anh hoàn thành còn trên cả mong đợi của hắn. Kể từ đây, Jan đã hoàn toàn tin tưởng Lucas và hắn muốn anh giúp hắn trong công việc làm ăn như một cánh tay phải. Hắn hứa sẽ không bạc đãi Lucas nhưng đây không hoàn toàn là điều anh cần. Lucas đã cảnh cáo Jan nếu con động tới con gái anh thì hắn sẽ biết cơn thịnh nộ của anh như thế nào. Con gái Lucas đã được đưa tới ở cùng với Lisa và không hề bị tổn thương tới một cọng tóc. Cô bé còn chơi rất vui vẻ ở đó cùng với Lisa như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi thấy ông bố chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng, cô bé đã hiểu Lucas lo như thế nào. Có điều sau lần đó, Lucas vẫn tiếp tục làm việc cho Jan. Sở dĩ anh phải cắn răng chịu đựng nhìn con gái gặp nguy hiểm như vậy là vì có nỗi khổ riêng. Bản thân Lucas chỉ muốn anh và con gái có cuộc sống bình yên nên chắc chắn sẽ không vì tiền mà làm công việc đầy rủi ro cho Jan. Anh thực sự không có sự lựa chọn vì lũ cớm đã bắt anh phải làm vậy. Hiện tại, Lucas giống như một tay trong của cớm cài vào bên cạnh Jan để thu thập bằng chứng phạm tội của hắn. Trong buổi gặp gỡ uống nước chè trên phường trước đó, tên cớm đầu chọc đã đề nghị Lucas giúp hắn. Theo cách hắn nói thì hắn biết mọi thứ về anh trong quá khứ. Việc anh sống ẩn mình và tạo thân phận giả cho con gái hắn cũng biết hết. Tên cớm đầu chọc đã đe dọa sẽ phanh phui mọi chuyện và tống anh vào tù, khiến Lucas bất giác lo lắng sợ con gái phải ở một mình. Nếu không vì con gái thì anh cũng không cần phải làm chó săn cho lũ cớm kia. Anh phải thường xuyên thông báo tình hình cho tên cớm đầu chọc về nhất cử nhất động của Jan. Hắn đi đâu làm gì và gặp ai đều phải báo cáo chi tiết hàng ngày. Chỉ cần anh quên hoặc cố tình không liên lạc thì hắn sẽ nhắc nhở ngay. Vì cớm ở khắp nơi và họ cũng đang theo dõi Lucas, có khi còn tìm tới tận nhà để nhắc nhở anh không quên nhiệm vụ. Lucas phải đối mặt với rủi ro nếu bị Jan và đồng bọn phát hiện thì con gái anh chắc
chắc chắn gặp nguy hiểm. Nếu không nhờ bản lĩnh của mình thì anh đã không thể vượt qua được những lần thử thách của chúng. Đã có lần Lucas bị dồn vào tình thế ngàn cân treo sợi bún, nhưng anh vẫn đủ can đảm để vượt qua mà không để chúng nghi ngờ điều gì. Mỗi lần áp lực là Lucas lại tìm tới bao cát để giải tỏa. Chỉ có như thế anh mới trút được những gì kìm nén trong lòng ra ngoài. Tên cớm đầu chọc thì luôn thúc giục Lucas như thể đây là việc anh phải làm vậy. Tuy nhiên đã phóng lao rồi thì phải theo lao. Lucas phải tiếp tục làm việc cho Jan cho tới khi có đủ chứng cứ phạm tội của hắn. Có điều mọi chuyện ngày càng phức tạp nên anh phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Anh chỉ lo lắng cho an nguy của cô con gái bé bỏng vì không ai dám khẳng định Jan sẽ không động tới cô bé. Do đó, Lucas đã nhờ anh đồng nghiệp da đen chăm sóc bảo vệ con gái trước khi anh hoàn thành nốt công việc của mình. Cùng với đó, anh đã chào tạm biệt con gái với lời hứa hẹn sẽ quay lại đón cô bé. Tên điều chế ma túy lần trước anh mạo hiểm tóm được sẽ giao cho khách hàng của Jan đi cùng với anh lần này. Ngoài tên thuộc hạ thân tín của Jan thì còn có tình nhân của hắn. Lisa sẽ là người kiểm tra hàng trước khi cuộc giao dịch bắt đầu. Khi mọi chuyện đều ổn, Lucas đã dẫn tên điều chế tới trước mặt khách hàng. Tuy nhiên, hắn đã phá hỏng mọi chuyện khiến khách hàng không hài lòng và anh phải bỏ hắn lại để thoát thân. Khách hàng lần này cũng toàn là những kẻ máu mặt nên sẽ không dễ để bị chơi như vậy. Vì trên xe còn có Lisa nên họ không thể quay lại chơi khô máu với chúng được, trong khi chúng nhất quyết bắt họ phải trả giá bằng được. Do đó cũng không thể ngồi im để cho chúng muốn làm gì thì làm. Cũng may nhờ tài nghệ lái xe của Lucas cùng với cái đầu lạnh, họ tạm thời cắt đuôi được chúng. Tuy nhiên đám tội phạm này mỗi còn thính hơn cả Béc Dê khi nhanh chóng nhận ra nhóm của Lucas. Nhưng những tên này còn quá non so với kinh nghiệm của anh nên đã tự kết liễu chính mình. Lucas chỉ việc dọn dẹp hiện trường, đảm bảo không một tên nào có thể hé răng nửa câu. Sau đó anh trở về gặp Jan cùng với Lisa. Thuộc hạ thân tín của hắn đã trúng đạn lạc trong lúc đụng độ không thể qua khỏi. Nghiễm nhiên khi này Lucas sẽ thay thế vị trí của tên đó. Lisa sau khi trải qua cú sốc vừa rồi cần phải có thời gian bình tĩnh lại. Lần này Lucas đã khiến cho Jan ngày càng hài lòng hơn bởi cách xử lý của mình. Anh không chỉ đưa tình nhân của hắn trở về an toàn mà còn đem theo cả đống hàng. Đó là những thứ cần thiết để Jan in tiền giả và cũng là món hời lớn của hắn. Jan dự định sẽ in một lô tiền giả mới số lượng lớn vì hắn mới kiếm được mối mới. Tuy nhiên khi này, hắn lại nhận được tin Lisa đã rơi vào tay cớm. Hắn có vẻ không lo lắng gì vì biết cô tuyệt đối sẽ không khai ra hắn. Qua việc đó cũng khiến Jan nghi ngờ trong tổ chức của hắn có nội gián. Cảnh sát đã tấn công vào một công xưởng nghi là nơi Jan cất giấu tiền giả, nhưng họ lại phải thất vọng vì ở đó trống không. Jan tuy dễ tin người nhưng cũng không phải là kẻ vô tri. Hắn đã bố trí sẵn một cái bẫy để dụ cớm tới rồi ngồi một chỗ nở nụ cười hài lòng. Sau khi bị hắn chơi một vố, tên cớm đầu chọc đã tới tìm Lucas để trách móc anh. Lucas biết đây là phi vụ cuối cùng của Jan trước khi hắn biến khỏi nơi này nên anh nhất định phải tóm cổ hắn. Khi này, Jan đang đau đầu về tên nội gián trong tổ chức của hắn. Tên thuộc hạ thân tín đã chết nên hắn phải đích thân đi tìm. Trước tiên là tên môi giới trung gian vì hắn là kẻ nắm rõ mọi hoạt động của Jan, mặc cho tên đó luôn miệng giải thích, Jan đều bỏ ngoài tay. Hắn đã đổ tội cho Lucas là nội gián nhưng hắn không biết khi này anh chính là cánh tay đắc lực của Jan, vì thế mà hắn đã ra đi mà không rõ lý do tại sao mình chết. Jan đã quá tin tưởng Lucas nên không có lý do gì khiến hắn nghi ngờ anh. Hơn nữa, công việc làm ăn hiện tại cũng một phần nhờ có anh mới thuận lợi như vậy. Lucas chỉ cần chờ thời cơ bắt tận tay dai tận tràn mới có thể tống hắn vào tù. Khi đó anh mới yên tâm gặp lại con gái và hai cha con mới có thể sống một cuộc sống yên bình. Lisa đã được Jan bảo lãnh ra ngoài vì cô là một phần quan trọng trong các phi vụ của hắn. Thì ra Lisa có một số phận rất đáng thương vì khoản nợ của gia đình mà cô phải làm việc cho Jan để kiếm tiền. Dần dần cô đã lún quá sâu và hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Lisa là một thợ in tiền chuyên nghiệp nên Jan sẽ không thể đánh mất cô bằng mọi giá. Lisa đã cho thấy giá trị của mình khi rất nhanh đã in được một lô tiền giả khổng lồ. Chỉ cần phi vụ này chót lọt thì mỗi người trong số họ sẽ nhận được một khoản tiền kếch xù đủ để họ ăn chơi nhảy múa vài năm. Việc của Lucas chỉ là ngồi đợi và vận chuyển hàng tới tay người nhận khi có lệnh. Tuy nhiên, thực ra anh không đợi Jan mà là đợi người tới tóm hắn. Khi đã thấy cớm bắt đầu đồn nhập vào, anh chỉ dửng dưng như không. Đợi tới khi tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát thì thân phận của Lucas cũng bại lộ và nhiệm vụ nội gián của anh đã kết thúc. Có điều để Jan giơ tay chịu trói thì hắn cần phải trừ khử kẻ phản bội trước. Mấy tên cớm đứng đó lại không nổ súng mà cứ để anh bị bắn như vậy. Thì ra tất cả đều do tên cớm đầu chọc chỉ đạo. Hắn đã nổ súng bắn chết Jan ngay tại chỗ, sau đó tiến tới chỗ của Lisa và làm điều tương tự với cô. Trong cơn mê man, Lucas đã nghe thấy mấy tên cớm nói với nhau là đã kiếm được món hời lớn. Hóa ra ngay từ đầu chúng chỉ lợi dụng anh nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền giả của Jan. Khi thời cơ tới, chúng chỉ việc xuất hiện và hốt trọn tất cả. Lucas dù bị thương nhưng anh vẫn cố sống sót để quay về gặp con gái. Mặc dù đang ở tình trạng tồi tệ nhất nhưng giải quyết tên cớm bẩn này không quá khó đối với anh. Trong khi hắn gào thét kêu cứu thì anh đã tóm lấy cổ hắn và đấm như đấm bao cát. Bao nhiêu dồn nén chịu đựng bấy lâu nay anh đều trả lại hết cho hắn. Tiếp đến là hai tên đồng bọn của hắn cũng chỉ tốn hai viên đạn là tiễn chúng lên bàn thờ ngắm gào khỏa thân. Một tên ở bên ngoài định chạy nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay tử thần của anh. Sau khi giải quyết hết tất cả, Lucas đã quay lại chỗ Lisa. Dù rất hối hận vì đã kéo Lisa vào vụ này nhưng anh không còn cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Trước đó, chính Lucas là người thuyết phục Lisa rút cớm bắt đầu Jan. Khi đó, anh chỉ nghĩ đó cũng là một cách giúp cô thoát khỏi tên tội phạm đó. Tuy nhiên, sự việc như hôm nay Lucas đã không tính trước được. Ngay chính lời hứa với con gái khi này, Lucas cũng không thể thực hiện được. Anh đã bị thương mất rất nhiều máu nên đoán trước được
mình sẽ không thể qua khỏi. Lucas chỉ có thể gọi điện nói những lời cuối cùng với con gái. Anh đã không thể giữ lời hứa với cô bé và cũng không phải là một người bố tốt khi không thể cho cô bé một cuộc sống bình yên. Những điều anh nợ con gái có lẽ kiếp này không thể bù đắp cho cô bé. Sau khi nói xong thì Lucas cũng rời ra thế giới này. Đó là một cái kết buồn cho bộ phim hôm nay. Các bạn thấy sao về người bố vĩ đại vì hạnh phúc gia đình mà có thể đánh đổi tất cả dù là cái chết? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để Mọt biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ Mọt. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. I love you Trịch Trịch. Bye bye!